Khổ tận cam lai, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, đội vận giàu sang, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mình được tổng viên Hoan Hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Canh Tuất đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, các nhà tử vi học phương Đông đã đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý tín chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, mệnh thoa xuyến kim, vận trình như diều gặp gió, được nhiều các tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Canh Tuất diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để đón cát xua hung? Làm sao để có được nhiều may mắn đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, là 55 tuổi âm lịch và 54 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là canh ngũ hành kim, gặp thiên can giáp ngũ hành mộc của năm 2024 là quan hệ tương phá. Trong năm nhiều bất đồng hay mâu thuẫn có thể đưa tới, quan hệ thành viên trong gia đạo không được tốt. Theo tử vi tuổi Canh Tuất, nam mạng năm 2024 thì điều này có thể ảnh hưởng tới tình cảm gia đạo, sức khỏe có thể không được tốt, hao tốn tiền của, đây cũng là năm người tuổi này nên chú ý về các khoản chi tiêu. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống trong năm. Xét về địa chi. Xem tử vi tuổi Canh Tuất, nam mạng, năm 2024 cho biết địa chi của người này là Tuất, gặp năm 2024 có địa chi Thìn, thuộc vào mối quan hệ tương xung, chính là thái tuế của bản mệnh. Đây là năm công việc của người tuổi này gặp phải nhiều bất lợi cũng như khó khăn đưa tới. Trong năm này, công việc nhiều thay đổi và sức khỏe không được tốt. Bản thân nếu ốm đau trong năm Giáp Thìn có thể lâu khỏi và chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra đây là năm tiền bạc cần tiêu pha nhiều cho công việc hoặc cuộc sống. Xét về ngũ hành. Theo tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 năm 2024, ngũ hành thuộc kim, gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm Giáp Thìn là hệ khắc nhập, xấu. Năm nay người có ngũ hành bản mệnh kim dễ bị đau ốm, bệnh tật nên sức khỏe chủ về không được tốt. Việc kinh doanh làm ăn gặp nhiều trở ngại và dễ đưa tới thua lỗ, mối quan hệ gia đạo không được hòa thuận, có chuyện bất đồng, mâu thuẫn và lục đục. Đây cũng là năm người tuổi này nên hạn chế những khoản đầu tư kinh doanh hay mở mang công việc. Ngoài ra nên chú ý vào tháng 8 âm lịch, bản mệnh chú ý gia đình đưa tới chuyện phiền muộn hoặc có bất lợi về tiền bạc. Xét về cung phi. Cung phi của người tuổi này là Chấn, thuộc hành mộc, gặp năm Giáp Thìn cung phi cũng là Chấn, thuộc hành mộc, chủ về phục vị. Năm Giáp Thìn với người cung phi Chấn không có nhiều biến động, cơ bản duy trì ổn định. Luận giải tử vi năm 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng cho thấy các công việc dự tính phát triển trong năm nay thì nên cẩn trọng và nếu chưa xem xét kỹ lưỡng thì không nên tiến hành. Về ngũ hành mộc của cung phi tuổi và ngũ hành mộc của cung phi năm là bình hòa, vì vậy tình cảm của gia đạo cũng như tiền bạc của người tuổi này trong năm cũng ở mức độ bình thường. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa hòa, thấy cuộc sống của nam mạng tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 trong năm 2024 không có thay đổi nhiều, đặc biệt là về công việc làm ăn. Tuy nhiên, khi nam tuổi Canh Tuất gặp khó khăn trong công việc sẽ được quý nhân giúp đỡ. Sao chiếu mệnh, sao la hầu chiếu mệnh. Gặp sao la hầu chiếu mạng, thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Vận hạn, gặp hạn tam kheo. Nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp hay các bệnh về xương khớp.
xét về vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, bước sang năm Giáp Thìn 2024, phải chịu tác động của nhiều hung tinh. Về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt lắm, có nhiều điểm không lành. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi, nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo hay kế hoạch đã tính trước, khiến bản mệnh rất vất vả để điều chỉnh. Đối với những người làm công ăn lương, cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định. Năm này, quý anh tuổi Canh Tuất không có được quý nhân dìu dắt, giúp đỡ, làm gì cũng phải một mình tự thân gánh vác. Lại thêm sự tác động của sao La Hầu làm cho quý anh tuổi Canh Tuất gặp nhiều bất lợi trong công việc, tiểu nhân quấy phá, họa thị phi rình rập, dễ xảy ra tranh chấp, khẩu thiệt, thậm chí còn dẫn đến kiện tụng mà quý anh sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Xét về vận trình tài lộc của quý anh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Canh Tuất bước sang năm Giáp Thìn 2024, chịu tác động của nhiều hung tinh, làm cho vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của quý anh trong năm này không được mấy khả quan. Tiền tài khó kiếm, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài do nhiều việc bất lợi xảy đến. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khóc và sự ràng buộc của sao La Hầu là hung tinh, làm cho quý anh sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc trong năm nay. Không chỉ khó đạt được sự tiến bộ về tài chính, mà các nguồn thu cũng gặp khó khăn, tài lộc khó tụ, ngay cả về mặt quản lý tài chính. Thỉnh thoảng sẽ có những tình huống bất trắc xảy ra, đồng tiền chảy vào túi đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Quý anh tuổi Canh Tuất trong năm này cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm hơn, hạn chế ăn chơi, trưng diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Trong năm này, quý anh tuổi Canh Tuất nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Canh Tuất không tốt cho lắm, vận khí trong nhà suy giảm, dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc, có chuyện buồn đưa tới. Đường tình cảm của quý anh trong năm này cũng vướng phải không ít rắc rối vì bản tính thích sôi nổi, hướng ngoại. Các mối quan hệ xã hội rộng rãi, trong quá trình giao lưu với bạn bè, khách hàng có nguy cơ lạc lối, thậm chí gây mâu thuẫn gia đình. Về vấn đề này, quý anh tuổi Canh Tuất nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp, tài vận. Quý anh tuổi Canh Tuất nên suy xét lợi và hại, đừng vì nóng vội nhất thời mà hủy hoại cả gia đình và sự nghiệp. Mọi người đến tuổi trung niên nên tập trung ổn định mọi thứ, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Canh Tuất có vận trình sức khỏe rất sa sút, bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tang môn, thiên khóc, quan đới. Sự ràng buộc của hạn tam kheo làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh về xương khớp, phong thấp hay bệnh cũ tái phát. Ngoài sự sa sút về thể chất, tinh thần cũng mệt mỏi và áp lực, quý anh đã cảm nhận rất rõ sự giảm sút về sức khỏe của mình ở độ tuổi ngoài 50 và bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, quý anh tuổi Canh Tuất đi lại cũng hết sức cẩn thận, các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra. Vì vậy, quý anh tuổi Canh Tuất trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ.
Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Canh Tuất Nam Mạng xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Tuất gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Tuất: xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày: hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam lương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Canh Tuất. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, Nữ Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, Nữ Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý anh tuổi Canh Tuất gặp tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Như vậy, năm nay là năm Thìn cho nên quý anh không phạm tam tai. Tuổi Kim lâu năm 2024, phạm kim lâu thân, nếu quý anh tuổi Canh Tuất làm nhà thì sẽ mang tai họa cho chính bản thân mình. Hạn hoang ốc năm 2024, không phạm hoang ốc. Thái tuế năm 2024, quý anh tuổi Canh Tuất trong năm nay phạm xung thái tuế. Quý anh sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Quý anh cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, dễ rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ,
không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho quý anh vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao La Hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiềm khích. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn Tam Kheo đối với quý anh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo, làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết, yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý anh tuổi Canh Tuất trong năm 2024. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng của tuổi Canh Tuất, nam mạng trong năm 2024 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2024, chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên tuổi Canh Tuất tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Quý anh tuổi Canh Tuất được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Trong những ngày Tết, việc ăn nhậu với bạn bè là khó tránh. Quý anh cần chú ý ăn uống, đặc biệt là hạn chế rượu bia để đảm bảo các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, dạ dày không bị tái phát. Ngoài ra, quý anh cũng cần chú ý khi đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Quý anh tuổi Canh Tuất trong tháng này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên bạn cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên dù có tiền rủng rỉnh, quý anh cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Thể lực hơi kém, ốm đau bệnh cũ tái phát, nếu chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức thì tháng này có khả năng bình phục nhanh chóng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Canh Tuất trong tháng này tương đối tệ. Chịu ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, lại thêm hung tinh thiên khốc, tang môn làm cho tinh thần không tốt, bạn dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc của cả nhóm xuống dốc, khiến đồng nghiệp hết lần này đến lần khác phàn nàn với bạn. Vì vậy, lời khuyên cho quý anh tuổi Canh Tuất nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Quý anh tuổi Canh Tuất trong tháng này
Có điểm báo dễ bị đánh mất bản thân và cũng dễ bị lừa bởi những quảng cáo đầu tư và quản lý tài chính sai lầm. Vận đào hoa của tháng này khá tốt, bạn có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Vận trình tình cảm của quý anh tuổi Canh Tuất trong tháng 5 âm lịch này khá tốt. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc lại được cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất trợ mệnh, giúp cho mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tháng này. Những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày của bạn cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa hung, bạn dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Quý anh không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc gia đình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Bước sang tháng mới, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của quý anh tuổi Canh Tuất ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý anh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Tổng thể đường tài lộc của quý anh tuổi Canh Tuất trong tháng 7 ở mức trung bình, có thu, có chi. Tuy nhiên, quý anh nên chú ý, sự tác động của sao La Hầu làm cho quý anh phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn và rất dễ tao tán về tiền bạc. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Các mối quan hệ xã hội của quý anh tuổi Canh Tuất là vấn đề nhức nhối trong tháng 8 âm lịch này. Dưới ảnh hưởng của lan can hung tinh, quý anh ngày càng trở nên nóng tính hơn, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, khiến ai cũng tránh mặt, kể cả những người thân trong gia đình bạn. Quý anh tuổi Canh Tuất nên học cách kiềm chế tính khí nóng này, nếu không sẽ rất bất lợi. Vì bất mãn trong công việc và chuyện gia đình, quý anh có xu hướng tìm kiếm thứ mới lạ ở thế giới bên ngoài, có sự xuất hiện tình cảm ngoài lề, gây tổn hao về tiền bạc, danh tiếng và ảnh hưởng đến gia đình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Tháng Thái Tuế án ngữ, quý anh tuổi Canh Tuất trong tháng 9 âm lịch này cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích. Điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp của mình. Vận trình tài lộc trong tháng này khá ảm đạm. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Quý anh tuổi Canh Tuất bước sang tháng 10 âm lịch. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, vận trình tài lộc của quý anh có dấu hiệu tăng nhẹ. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của bạn ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Tháng 11 âm lịch, quý anh tuổi Canh Tuất bị hung tinh báo vĩ hoành hành. Có thể lãnh đạo giao thêm cho công việc ở các bộ phận khác trong tháng này. Đối mặt với môi trường làm việc xa lạ, đồng nghiệp và công việc có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu. Quý anh nên điều chỉnh trạng thái của mình càng sớm càng tốt, tích cực học hỏi từ những người khác, xây dựng các mối quan hệ mới tại nơi làm việc và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn. Quý anh tuổi Canh Tuất bị ảnh hưởng bởi không khí cuối năm, không chỉ phải đối mặt với đủ loại công việc ở nơi làm việc mà còn ôm theo rất nhiều việc nhà. Đó cũng là một áp lực không hề nhỏ. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Do đó, quý anh tuổi Canh Tuất tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, quý anh cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm. Vâng, quý vị thân mến! Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng,
trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.